chẳng dễ đâu Chúa ơi. Con đường lên đồi Gôn-gô-tha chẳng dễ đâu Chúa ơi, cho con hiểu thánh giá là hồng ân. Chẳng dễ đâu Chúa ơi, khi đáp tiếng xin vâng giữa chợ đời, giữa tính toán bon chen chào mời, giữa lo lắng áo cơm hàng ngày, giữa chọn lựa được thua mất còn, chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát, chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi. Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi. Khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên đỉnh yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều thập giá ân tình của Cha. Chọn mến thương thứ tha, con chuốc vào hy sinh mất mát. Chọn chấp nhất ghét ghen, con buông mình thỏa mãn bản năng. Đời sao mãi đắn đo giữa chọn lựa nhận hay chối từ, giữa khép kín hay mở rộng tấm lòng, giữa tầm thường và đỉnh cao yêu thương. Xin bên con, xin bên con, xin bên con Chúa ơi. Lúc lương tâm con đắn đo ngại ngần, nâng đỡ con, nâng đỡ con, nâng đỡ con Chúa ơi. Khi con đang vấp ngã thoái lui, dìu con lên, dìu con lên, dìu con lên đỉnh yêu thương chất ngất. Cho con say một lần để con yêu thật nhiều thập giá ân tình của Cha. Cho con theo một lần để con đi trọn đời thập giá con đường tình yêu. Oh.
Phát quà từ thiện cho các em ở vùng dân tộc vùng sâu vùng xa xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, ở giáo xứ Xuân Lộc. Phát quà từ thiện cho người bị cái làng cùi Cam Tân. Bây giờ ông Hoàng kêu ông Hoàng, có phiếu mới nhận à. Xếp hàng lần lượt đi ra.
Gạo thì vơi, mì tôm mà vơi, nhưng mà người thì chưa có vơi. À, còn nhiều người xếp hàng chờ đợi. Thấy gạo vơi rồi chờ hết phần. Có thiếu mà. Rồi, chương trình sắp kết thúc rồi. Rồi, thì là đến đây là hết phim. Thank you.
miệng.